thuộc Ngũ Liêu, nổi danh đất Sơn Nam xưa. Làng Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là làng khoa bảng, đất địa linh nhân kiệt, sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước. Đây là quê hương của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, vị đại danh y làm rạng rỡ nền y học cổ truyền Việt Nam. Liêu Xá là một làng cổ còn giữ được tương đối hệ thống tư liệu từ xa xưa. Vào thời Lý Trần, Liêu Xá là một làng quê chủ phú, tiếng tăm lẫy lừng bởi truyền thống ham học và học giỏi. Từ xa xưa người ta cho rằng Liêu Xá là đất địa linh, làng có dáng hình như hồ lô được bao bọc bởi một dòng sông. Không chỉ có vậy, Liêu Xá còn thuộc vùng đất Ngũ Liêu, nổi danh đất Sơn Nam. Liêu Xá, Liêu Xuyên, Hiếu Học, Thành Danh, Liêu Hạ phát xuất huyền tích hồn chương ba ra hàng thịt, Liêu Trung rộn ràng lễ hội tứ pháp. Trong lịch sử, người khai khoa cho nền khoa cử Hưng Yên nói riêng và cả xứ Đông nói chung chính là người ở làng Liêu Xá xưa. Đó là Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên ở thế kỷ thứ 12, thời nhà Lý, đỗ đầu khoa thi năm Ất Tỵ 1185. Ông được coi là Trạng Nguyên khai khoa của tỉnh Hưng Yên. Từ cậu bé quét lá đa, con nhà nông dân nghèo khó, nổi tiếng thông minh, học một biết mười. Đỗ Thế Diên đã giành bảng vàng trong khoa, được nhà vua tặng danh hiệu Đông Hải Văn Khôi. Vào thời nhà Lý, chưa có học vị Trạng Nguyên, học vị này về sau mới có, nhưng do Đỗ Thế Diên trúng đầu khoa thi nên người đời sau vẫn gọi ông là Trạng Nguyên. Ông làm quan đến chức triều nghị đại phu, kiêm thẩm phán viện thẩm hình. Đến khi về trí sĩ, ông được ban tặng thượng trụ quốc, thưởng cho đai vàng. Sau khi mất, được triều đình phong phúc thần, cho dân chúng lập đền thờ trên nền nhà cũ tại làng Liêu Xá, nay là thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Cụ Đỗ Thế Diên còn có một tên khác được chép vào sử là Đỗ Thế Bình. Những lời truyền ngôn mà thu thập được cũng như trong sử sách thì cho biết ngay từ thuở còn thơ ấu, cụ đã nổi tiếng là thần đồng. Và thần đồng là nhờ cách học và tinh thần học. Nhà nghèo nhưng mà không đủ ánh sáng thắp bằng dầu thì phải tìm những phương tiện của tự nhiên, những con đom đóm, những ánh trăng để mà lấy ánh sáng mà đọc sách, mà học tập. Căn cứ vào những tư liệu chính sử, chúng ta tìm được cái sự kiện về khoa thi năm Ất Tỵ, niên hiệu Trinh Phủ thứ 10, đời vua Lý Cao Tông, quy ra dương lịch, thì đó là năm 1185. Khoa thi này kén lựa những người trẻ tuổi. Cái khoa này lấy đỗ được 20 người thôi. Người đứng đầu là cụ Đỗ Thế Diên. Lúc ấy chưa có học vị Trạng Nguyên, nhưng mà cứ đỗ đầu thì được hiểu là Trạng Nguyên. Do đó đấy, chúng ta có một cái mỹ tự, một cái danh hiệu đẹp để sùng bái, để ca ngợi, để tôn vinh nhà trí thức, nho học trẻ tuổi Đỗ Thế Bình hoặc Đỗ Thế Diên. Ngoài Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên thời phong kiến, làng Liêu Xá còn có 10 người đỗ đại khoa, tiêu biểu là Trần Uyên, đỗ thám hoa, khoa thi Thái học, sinh năm Bính Thìn, niên hiệu Nguyên Phong 6, 1256, đời vua Trần Thái Tông, làm quan đến chức đại học sĩ. Điển hình về truyền thống hiếu học nhất ở làng Liêu Xá là dòng họ Lê Hữu. Ngoài 6 vị đại khoa, dòng họ này còn có 36 người đỗ trung khoa, 12 người đỗ tiểu khoa và hơn 10 người là chức sắc trong triều ngoài quận. Dòng họ khoa bảng Lê Hữu có 6 đại khoa thuộc 3 thế hệ liên tiếp đỗ đạt thành danh đúng như lời vàng, lịch triều phong tặng công hầu bá, kế thế đăng khoa phụ tử tôn. 6 tiến sĩ của dòng họ Lê Hữu đó là Lê Hữu Danh, Lê Hữu Hỷ, Lê Hữu Mưu, Lê Hữu Kiều, Lê Hữu Kiển và Lê Hữu Thư. Cái làng khoa bảng vì ở dòng họ Lê Hữu chúng tôi ấy, có 6 người đỗ tiến sĩ, lúc đó là được vua ban tặng tức là tam thế đăng khoa, tức là ba thế hệ đạt khoa bảng ở kinh thành Thăng Long. Dòng họ Lê Hữu bắt đầu phát đường khoa bảng.
Người khai khoa của dòng họ là con trai cả của ông Lê Hữu Dụng là Lê Hữu Thời. Ông Thời đỗ kỳ thi hương vào thi hội đỗ qua tam trường, được bổ nhiệm làm chi huyện Chí Linh. Người con thứ của ông Dụng là Lê Hữu Danh đỗ hoàng giáp khoa thi năm 1670. Lê Hữu Danh làm quan đến chức hiến sát sứ, khi mất được phong tả thị lang, tước văn uyên bá. Ông có 10 người con, trong đó 3 người con đỗ tiến sĩ, trong đó có Lê Hữu Mưu, người con thứ 9. Năm Canh Dần 1710, ông đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, làm đến bồi tụng, hữu thị lang. Người con thứ 7 của ông chính là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, một đại danh y, một nhà văn lớn, nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc, có đóng góp to lớn cho nền y học nước nhà. Lê Hữu Trác sinh ra trong dòng tộc có truyền thống khoa bảng. Ông nội, bác, chú, anh và em họ đều đỗ tiến sĩ và làm quan to. Thân sinh của ông từng đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, gia phong chức ngự sử, tước bá, khi mất được truy tặng hàm thượng thư. Khi ấy, Lê Hữu Trác mới 20 tuổi, ông phải rời kinh thành về quê nhà, vừa trông nom gia đình, vừa chăm chỉ đèn sách, mong nối nghiệp gia đình lấy đường khoa cử để tiến thân. Nhưng xã hội bấy giờ rối ren, các phong trào nông dân nổi dậy khắp nơi. Chỉ một năm sau, ông bắt đầu nghiên cứu thêm binh thư và võ nghệ. Ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, ông làm nhà cạnh rừng, đặt tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. Hải Thượng là hai chữ đầu của tỉnh Hải Dương và Phủ Thượng Hồng, quê cha, và cũng là xứ Bầu Thượng, quê mẹ. Lãn Ông nghĩa là ông lười, ngụ ý lười biếng, chán ghét công danh, tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của danh lợi, của quyền thế, tự do nghiên cứu y học, thực hiện chí hướng mà mình yêu thích gắn bó. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã để lại cho hậu thế một khối di sản văn hóa đồ sộ có giá trị sâu sắc, bền vững về nhiều mặt, tiêu biểu là bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, được coi là bách khoa thư của y học Việt Nam thời Trung Đại. Cuộc đời nghiên cứu y học của Hải Thượng Lãn Ông, tác phẩm đồ sộ là bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Thì trong đó ngoài cái bài thuốc quý rồi những cách chữa bệnh hay thì còn có những cái lời mà y huấn ngành y học cổ truyền của Việt Nam, lấy làm 9 lời y huấn để răn dạy cho các cái thế hệ con cháu. Trong những cái điều đó là nổi bật là những điều là cụ khuyên phàm cho những người làm nghề thuốc thì phải sắp xếp thời gian những người bệnh nặng hoặc bệnh nhẹ để mà cứu chữa kịp thời. Trong quá trình cứu chữa cho bệnh nhân không nên phân biệt người giàu và người nghèo. Thời tiết đêm tối hoặc là giá lạnh không thuận lợi, ngại ngùng không chữa. 8 điều mà cấm kỵ. Năm 1783, ông viết xong tập Thượng Kinh Ký Sự bằng chữ Hán, tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và quyền uy thế lực của nhà chúa, những điều Lê Hữu Trác mắt thấy tai nghe trong chuyến đi từ Hương Sơn ra Thăng Long chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán và chúa Trịnh Sâm. Tập ký ấy là một tác phẩm văn học vô cùng quý giá. Mặc dù tuổi già, công việc lại nhiều, chữa bệnh, dạy học, nhưng ông vẫn tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, viết thêm tập Vân Khí Bí Điển năm 1786 để hoàn chỉnh bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ là danh y có cống hiến to lớn cho nền y học dân tộc, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Ông qua đời vào ngày 25 tháng Giêng năm Ất Hợi 1791, nhằm ngày 18 tháng 3 năm 1791 tại Bầu Thượng, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, hưởng thọ 67 tuổi. Mộ của ông nay còn nằm ở khe nước cạnh chân núi Minh Từ thuộc xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn. Hiện nay, tại di tích nhà thờ tiến sĩ dòng họ Lê Hữu còn lưu giữ tấm bia Lê Triều Lê Tướng Công Mộ Chí. Bia tạo dựng năm 1738 do người cháu tiến sĩ họ Dương chấp bút, nội dung ghi lại một thời gian khổ, quyết chí học tập của các vị đại khoa họ Lê Hữu. Tấm bia bốn mặt tái hiện truyền thống hiếu học của một gia đình khoa bảng, văn nhân.